cũng có một cái chị đổi đời, đó là chị đấy rất xấu, có ba con. Và chị đấy ở trong quận Tân Bình, ở quận 3, lên đường Lê Văn Sĩ quận 3, chị đấy cũng làm về dịch vụ, trước thì cũng kể cho các bạn rồi, đó là dịch vụ về làm hồng tí, nhưng doanh số chị đấy một tháng hơn 2 tỷ một tháng. Thì cầm chia sẻ cho anh chị một cái bí kíp võ công nữa để giúp cho anh chị tìm ra được chân dung khách hàng của anh chị nhá. Ví dụ như những cái chiêu này cầm đã giúp cho rất nhiều anh chị đổi đời. Cũng có một cái chị đổi đời, đó là chị đấy rất xấu, có ba con. Và chị đấy ở trong quận Tân Bình, ở quận 3, lên đường Lê Văn Sĩ quận 3, chị đấy cũng làm về dịch vụ, trước thì cũng kể cho các bạn rồi, đó là dịch vụ về làm hồng tí, nhưng doanh số chị đấy một tháng hơn 2 tỷ một tháng. Diện tích spa chỉ có 46m. Thì cầm cũng coaching cho chị đấy đạt cái doanh số là hơn 2 tỷ một tháng. Thì bước đầu chị đấy mới bảo là: "Thầy ơi, cũng kể hoàn cảnh lắm, nhưng mà thực sự là em trải qua cái giai đoạn đấy rồi nên em không khóc được. Tại vì câu chuyện bạn đấy nhạt hơn câu chuyện của em nên em không khóc được. Tại vì bạn ấy bảo là thực sự là em, chồng em có nhưng có mắt như không. Tại vì chồng em bây giờ cứ cờ bạc ở nhà, em đang phải trả lợi cho chồng. Nhà em có 3 đứa con và em lên Hà Nội em muốn lập nghiệp, thì em mong muốn là nhờ thầy cố vấn cho em." Thì mới bảo là bây giờ chị ghi ra những cái điểm mà chị có lợi thế nhất. Thì chị bảo chị không ghi được bất cứ một điểm nào. Thì mình mới xem cái điểm yếu điểm ấy, thì chị ghi ra rất nhiều. Thứ nhất, xấu xí, da thì dùng kem trộn bị phá hủy hết da mặt. Cái tiếp theo là da thì lão hóa. Cái tiếp theo đó là xấu. Cái tiếp theo nói giọng local địa phương. Cái tiếp theo đó là không biết kỹ năng về bán hàng. Cái tiếp theo đó không có chuyên môn về spa. Cái tiếp theo đó không có mối quan hệ ở Hồ Chí Minh. Thì ghi ra điểm bất lợi thì nhiều quá, cái điểm có lợi thì không biết ghi điểm gì. Thì sau đó mình bảo ôi tuyệt vời đi. Mình bảo may cho chị đấy, bởi vì chị gặp em. Bởi vì sao ạ? Bởi vì em luôn luôn có một đôi mắt nhìn người khác, luôn luôn nhìn thấy điểm tốt. Thường thường cái điểm xấu của chị em nhìn thấy còn nhiều hơn, nhưng điểm tốt em sẽ nhìn ra cho chị như sau. Điểm tốt thứ nhất, chị xấu thật. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Ngày hôm nay ở đây hai chị em mình phải thừa nhận là chị xấu thật. Bởi vì chị dùng kem trộn quá nhiều, đến bây giờ da hỏng hết tất cả luôn. Thì mình mới bảo là chính vì chị xấu nên chị có cơ hội thành công hơn những người khác gấp nhiều lần. Thì chị sẽ bảo là tại sao thầy nói như thế? Và thứ nhất, chị có một cái nghị lực mà trong công thức thành công rồi, đúng không ạ? Có một nghị lực chị có, ok. Cái thứ hai, chị có thích nghe nhạc không? Thì chị sẽ bảo, ui chị thích lắm. Chị thích nghe nhạc như kiểu nhạc sàn ấy, hoặc là lon top ấy, chị rất thích. Xong, chị chắc chắn sẽ thành công. Tại vì lúc đấy chị người ta không hiểu. Tại vì những ai mà nghe nhạc sàn nó tiết tấu nhanh ấy, là chỉ số cảm xúc rất cao. Anh chị hiểu ạ? Anh chị cứ để ý mà xem bây giờ là anh chị hay nghe nhạc tiết tấu gì, hoặc là những anh chị nào ở đây mà hay nghe nhạc tiết tấu mà chiều sâu mà cứ phải lời hay mới nghe, anh chị nào hay có trường phái đấy không ạ? Đấy, những trường phái như thế là trường phái yêu thương đấy, yêu thương vô cùng luôn. Cứ bắt buộc là phải nhạc nó phải có chiều sâu, nhạc nó phải lời nó phải hay. Còn những anh chị mà hướng ngoại mà không cần nhạc, không cần lời, miễn là nhạc nó phải đấy, đúng rồi, không cần hiểu lời, nhạc nó có phải hay đã. Đúng không ạ? Thì những anh chị làm cái nhạc hay hay thì cơ hội cũng ối rồi ối vết đấy, cơ hội kiểu rất nhiều tiền luôn đấy. Thì Cầm mới chia sẻ cho anh chị, đó là Cầm hướng dẫn cho chị đấy cách tìm chân dung như này. Thứ nhất, chị không biết về quảng cáo thì Cầm không dạy chị ấy về quảng cáo, thì Cầm chỉ dạy chị đấy cách marketing không đồng mà thôi. Thì Cầm dạy cho chị đấy cách làm như sau. Nhưng mà trong số anh chị đấy có mong muốn nghe câu chuyện 2 tỷ một tháng như nào mà marketing không mất tiền không ạ? Nói to nữa là đây là một chuyện năng lượng như thế chứ em, không thế nhưng năng lượng thì em chia sẻ cho anh chị miễn phí. Về anh chị áp dụng được hay không là do tiềm thức nhá, đừng đổ lỗi cho em nhá, về đừng chửi em là được. Thì em chỉ cho anh chị cách làm như sau. Thứ nhất là chân dung, thì em phân tích ra là chị đấy không có mối quan hệ, không biết cách làm về quảng cáo Facebook và cũng không có nhiều tiền. Thì em bảo bây giờ thôi, có mỗi cái nghề làm hồng tí, mà em nghĩ là hồng tí để ai cũng biết làm, bởi vì học có 15 phút bôi thuốc và xong rồi lột ra tẩy ra xong đấy. Nếu mà em cũng biết làm, nhưng mà thực sự là em không cho phép bản thân mình bước vào con đường đấy được. Tại vì tính em ham vui. Rồi, chân dung thứ nhất là em xác định là những ai đủ bản lĩnh để đi vào cái con ngõ hẻm đó mà lên trên tầng. Tại vì bạn ấy thuê trên lầu mà. Đó giống như một cái apartment ấy, trong Sài Gòn gọi là apartment. Đó là một cái căn hộ thuê trọ, chứ nó không phải chung cư đâu. Thì ai đủ bản lĩnh để đi tới lên đó thì Cầm mới phân tích ra đó gì ạ? Những người như sau đó gì ạ? Một là những người phụ nữ như thế nào thì sẽ đi vào trong ngõ đó, thì Cầm phân tích ra. Đấy. Một, anh chị nghĩ đi. Anh chị đóng giả là chủ spa đấy đi. Thì theo anh chị là nếu anh chị có vào cái cửa hàng đấy để anh chị làm hồng tí không? Không á?
ví dụ nhá, lúc đầu với bạn ấy ghi ra như này, bạn ấy ghi là những người phụ nữ có gia đình này, những người mà đang sau sinh này, những người phụ nữ làm dân văn phòng này, những người phụ nữ mà đang có vấn đề, ví dụ đang có vấn đề về sắc tố da này, kiểu kiểu như thế, thì bạn ấy ghi như vậy thì mình mới bảo là tốt rồi, ghi nữa đi em, tiếp đi. Nhưng cuối cùng không có một khách hàng nào tới cả. Thì qua câu chuyện này ấy, vì sao không có khách hàng nào tới, thì bạn ấy bị sai chân dung khách hàng mục tiêu. Bạn ấy cứ nghĩ rằng tất cả các cô gái đều có nhu cầu phải làm hồng tí. Xin lỗi đi, đố anh chị đi tìm được những bạn tính cách nhóm C cao đi làm hồng tí đấy. Tại vì người ta yêu chuộng cái đen, người ta thích truyền thống. Anh chị lại bắt họ đi chuyển từ cái đen sang cái hồng, ai người ta thay đổi được. Anh chị hiểu không? Giống như anh chị nhìn một chú công an ấy, người ta thích cắt tóc kiểu chân phương, bây giờ anh chị bắt đi nhuộm, ai người ta thích đi nhuộm, đúng không ạ? Tự nhiên mình bị sai rồi. Sai thì sao ạ? Thì sửa. Thì sau đó thì cầm cho anh chị, xong rồi cầm lại hướng dẫn cho bạn đấy bảo: thế bây giờ em thử nghĩ đi, nếu em đóng vai khách hàng thì nếu em là một người như thế em có đến không? Em không đến. Ừ thế thì làm sao mình ghi ra một cái chân dung như thế. Xong cuối cùng thì rất là may mắn, đó là gì ạ? Có một khách hàng tới. May mắn khách hàng đầu tiên tới làm, thì bạn ấy điện cho mình bảo là: thầy ơi, hình như sai sao ấy. Và sao sai? Đứa này mới có 18 tuổi thôi. Đứa này 18 tuổi. Thế thì tốt quá, hỏi đi xem nó làm nghề gì. Xong hỏi bảo nó chả nói nó làm nghề gì cả. Thế hỏi tiếp đi, bảo thế tiền nó ở đâu ra? Bảo thế tiền nó ở đâu ra? Thế nó bảo không, nó bảo nó lắm tiền lắm thầy ạ. Thế làm gì ạ? Đúng rồi, các chị thông minh thế nhở? Đấy, thì không phải đồng gái đâu, mà không phải đồng gái thì ấy quá. Các bạn làm trong ngành dịch vụ, ngành công nghiệp dịch vụ ấy. Thì trong Hồ Chí Minh thì có một cái ngành có tên là ngành công nghiệp dịch vụ, thì gồm là bia hơi, rót bia, bia hôm hoặc là ấy đấy, rất là nhiều. Thì các bạn đấy 18, 19 tuổi thì bị cái đấy, thì cái đó bạn đấy, tại vì cái đấy là vũ khí kiếm tiền mà. Thì qua câu chuyện này, anh chị hiểu một điều gì không ạ? Lỗi đau nó phải cực kỳ mạnh thì người ta mới đi. Ví dụ như trước kia nhé, cầm làm về vấn đề về trụi rụng tóc nhé. Thực sự cầm nghĩ là những ai rụng tóc sẽ là khách hàng của cầm, nhưng không phải đâu. Các cánh mày râu đàn ông người ta tự thừa nhận trong tiềm thức là gì ạ? Cả cuộc đời người ta chịu chấp nhận sống với khói đầu rồi, người ta thích cái kiểu khói đầu như thế thì người ta không đi nữa. Thì lúc sau bạn này cũng gặp tình trạng đó là như thế. Anh hiểu ạ? Và sau khi có một khách hàng đầu tiên rồi thì cầm lại hướng dẫn cho bạn ấy cách làm marketing không đồng từ khách hàng đầu tiên đó ra nhiều khách hàng khác như sau. Cầm mới bảo là ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tập trung vào một cái phân khúc đó gì ạ? Những cô gái làm trong cái ngành công nghiệp dịch vụ, ngành công nghiệp dịch vụ rồi, thì bây giờ là nhiệm vụ của em là kết nối được với cộng đồng này thì em sẽ có một mỏ vàng. Thì sau đó thì cầm hướng dẫn cách bạn này gì ạ? Nhận đứa này làm em gái. Đây cầm chỉ xui dại đứa này thôi nhá, chị này hướng dẫn, chứ còn anh chị không cần phải em gái đâu. Nhận bạn này làm em gái thì sau đó là sao ạ? Sau đó bạn này nôi cho khoảng 10 đứa em gái ở đâu thất lạc ở chỗ khác ra đấy, 10 em gái khác thất lạc đấy. Sau đó thì lại dùng cái gì ạ? Cầm hướng dẫn cho bạn cái kịch bản là bán được 60 triệu một lần khách hàng tới, bán được 60 triệu về làm hồng tí ấy. Thì sáu có 10 đứa em gái thất lạc khác quay trở lại lại cúng nộp cho chị này là 60 triệu đấy. Anh chị có ngạc nhiên vì sao 60 triệu ạ? Mà có 46m2 mà người ta vẫn thu được 60 triệu, đúng không ạ? Anh chị có mong muốn cầm tiết lộ cho anh chị chi tiết siêu chi tiết nữa không ạ? Có. To lớn rồi ạ. Có. Rồi lại tặng cho anh chị công thức bán làm sao bán được 60 triệu nhé. Tại vì cái này phải đi học mới ra được đấy, chứ không phải là nghĩ ra được 60 triệu đâu. Chẳng qua là cầm xử lý từ chối khách hàng rất là nhiều, thì cầm hiểu tâm lý inside khách hàng, và cuối cùng là cầm biết rằng lên nói cái gì và phút nào thì khách hàng sẽ xuống tiền, còn không thì khách hàng không bao giờ xuống tiền cả. Anh chị thử nghĩ đi, tiền ở trong túi của mình có phải giữ chặt chứ, ai người ta đưa ra ngoài đúng không ạ? Chả ai đưa ra ngoài cả. Đấy một cái cách làm như sau. Cách làm thứ nhất đó là lần đầu tiên đi vào mình sẽ bán cái gói đó là về làm hồng tí thì trung bình khoảng từ có khoảng 2 triệu đến khoảng 4,5 triệu. Đấy là cao rồi đấy, giá rất cao đấy, làm một lần chị hồng đúng không ạ? Và từ 2 triệu đến 4,5 triệu, và 2 triệu đến 1,5 triệu tương đương với hai công nghệ làm hồng khác nhau. Nhưng mà cái phễu mà kéo khách hàng tới ấy, đó là cái phễu giá rất rẻ, nó chỉ tương đương với khoảng là 800.000 mà thôi.
800k một lần. Thì khi mà kéo được cái phễu 800k một lần, hầu như là bạn ấy không bao giờ để giá ở trên cái bài viết của bạn ấy cả. Bạn ấy không bao giờ để giá cả. Bạn ấy chỉ chat bet, Nguyễn Lâm. Bạn ấy chat bet, bạn ấy chỉ nói một câu là giá của chị chỉ có 800.000 mà thôi, em cứ qua đi. Còn thường thường khách hàng sẽ hỏi bảo là thế có mất thêm tiền không? Bạn ấy bảo không, không mất thêm tiền đâu, chỉ có 800.000 thôi, cứ qua đi. Tại vì lúc đầu như thế này, lúc đầu bạn ấy chat 10 khách hàng chỉ trả ai qua cả. Thì mình bảo cho anh xem đoạn chat đi, bảo úi trời ơi chat thế này thì cũng ma tây đúng không ạ. Khách hàng hỏi là thế bao nhiêu tiền, bảo cái này 4 triệu rưỡi, thì không ai trả lời lần thứ hai cả. Xong tiếp theo khách hàng bảo là thế cái này làm có đau không, bảo có đau thì khách hàng cũng không qua. Xong tiếp theo khách hàng bảo là thế làm cái này có theo liệu trình không, thì bạn ấy bảo cũng phải làm nhưng về bôi thuốc, bôi thêm kem mà. Thì bạn ấy bảo khách hàng cũng không qua. Thì cuối cùng là thế nào ạ? Thì biết là bạn ấy bị thất bại từ cái khâu telesale, từ cái khâu chat đấy, từ cái khâu chat rồi. Thế là Cầm mới hướng dẫn cho bạn ấy. Thì cái phần đấy thì Cầm kể sau nhá. Nhưng mà hiện tại là bạn ấy đến một cái phễu là 800.000 một lần. Thường thường là làm một cái chị Hồng người ta sẽ thu từ 2 triệu đến 4 triệu. Nhưng bạn này chỉ thu có 800.000 mà thôi. Khi đến rồi á, thì Cầm lại hướng dẫn cho bạn ấy là cách bán hàng từ 800.000 lên 2 triệu. À, chị ơi, hiện tại là cái công nghệ 800.000 của bên em ấy, thì nó làm mất khoảng 3 tiếng và nó rất đau. Và hầu như là tỷ lệ hồi lại chỉ trong vòng khoảng 1 tháng nó đã hồi rồi. Nên là chị rất tốn thời gian quay trở lại. Nhưng riêng cái công nghệ của bên em là 4 triệu rưỡi, làm mất có 15 phút. Mà sao ạ? 6 tháng sau nó mới hồi lại. Mà không đau, không sưng, không tấy. Đúng không ạ? Đấy, thì đưa ra hai cái sự lựa chọn như thế để cho họ lựa chọn. Và cuối cùng là sao ạ? Mình điều hướng cho khách hàng chọn cái gói là 4,5 triệu. Và họ chọn cái công nghệ này. Rồi, sau khi bán được 4,5 triệu rồi, thì bây giờ cái bước số 2 mình bán cái gì ạ? Bán sản phẩm. Bán sản phẩm mang về đây là gì ạ? Đó là bán sản phẩm cái bộ kem bôi vào tí ấy. Đến bây giờ Cầm chẳng biết bộ kem đấy là gì đâu, Cầm chỉ biết là bạn ấy đưa cho Cầm dữ liệu đó là bộ kem. Thì Cầm chỉ biết là Cầm ghép vào thôi, Cầm bảo là ok. Thế thì bây giờ là bán làm sao được bộ kem thì đừng thu tiền bộ kem vội khi khách hàng chưa nằm ở giường. Tại vì khách hàng phải cởi hết quần áo ra rồi thì lúc đấy mới bắt đầu là bán hàng. Chứ bây giờ khách hàng chưa cởi quần áo ra thì bây giờ bán khách hàng đi về đấy. Thì sau đó thì bạn ấy bôi lên, sau đó thì bắt đầu là gì ạ? Bước 1, kể câu chuyện của bạn ấy. Ui em có biết không ấy, chị làm như này đấy, nhưng mà ví dụ như đồng cảm, khen ngợi khách hàng đúng không ạ? Và kể câu chuyện của bản thân, kể câu chuyện nghị lực vượt khó như nào, một mình nuôi 3 đứa con và bây giờ khởi nghiệp ở căn phòng trọ này. Và em nhìn thấy rồi đấy, đấy một ngày chị làm được 4 khách, ví dụ như này, mỗi ngày chị kiếm được 10-15 triệu bình thường, một tháng chị kiếm ít nhất cũng được 300 triệu một tháng. Đấy kiểu như vậy, để làm gì ạ? Để kích thích cái bạn này, để làm sao ạ? Để bạn ấy có lòng tham, không phải có lòng tham, có gì, có mong muốn rồi đạt được cái điều như thế. Thì sau đó thì bạn ấy cũng chốt được cái sản phẩm mang về, nó khoảng là 4 triệu sản phẩm mang về. Thì sau đó là sao ạ? Đến bước số 3, bán cái gì ạ? Đến bước này sau rồi, sau khi kể câu chuyện xong rồi và sau khi khách hàng cũng khóc gần chết rồi, thì đến bây giờ bán bước số 3 bán cái gì ạ? Tại vì thường thường ở đây ấy, chiều nay em sẽ dạy anh chị cách sản xuất ra một câu chuyện, ví dụ như thế. Thì bạn này cũng có một cái câu chuyện của bạn đấy, thực sự là câu chuyện của bạn đấy cũng bi đát thật. Thì sau đó đến bước số 3 là bạn ấy bán cái gì ạ? Đó là bạn ấy bán chính mình ạ. Tại sao phải bán chính mình ạ? Bạn ấy bảo là đấy, em để ý đi, một tháng, một ngày khách cứ đến đây làm mà mỗi một khách chị vừa thu của em là 8 triệu, ví dụ như thế, hoặc là 10 triệu mất trong vòng 30 phút đấy, ví dụ như thế. Thì bạn ấy cảm thấy sao ạ? Kiếm tiền rất dễ, đúng không ạ? Cái điều thứ hai nữa, bạn ấy bảo là em có mong muốn giống như chị không? Thay vì ở kia em làm một tháng 100 triệu thì giờ làm ở đây vừa đủ thời gian và thích đi đâu thì đi, nhưng mỗi tháng cũng kiếm hơn 100 triệu, em có mong muốn trở thành chị không? Đúng không ạ? Thì bắt đầu khơi gợi khao khát của các bạn đấy lên và cuối cùng là bán chính mình. Bán chính mình là gì ạ? Bán niềm tin và bán cái khóa học của bạn đấy. Và cuối cùng là bạn đã chốt được cái khóa là 16 triệu. 16 triệu đó là học, dạy học về làm hồng. Ok chưa? Rồi đến bước số 4. Làm gì tiếp ạ? Trong khóa học làm hồng thì Cầm hướng dẫn cho bạn đến một cái cách như thế này. Tại vì Cầm thấy nghiên cứu các bên làm hồng khác thì lúc nào cũng nhăm bán mỹ phẩm. Đúng không ạ? Anh chị để ý mà xem, mai sau anh chị đi hội thảo làm hồng cho các anh bán mỹ phẩm. Giới thiệu sản phẩm của tôi là công nghệ gì 4.0, nhà máy sản xuất GMP, và sản phẩm của tôi là độc nhất vô nhị, bôi một phát hồng luôn. Ví dụ như thế, ai cũng quảng cáo như thế. Nhưng Cầm thì lại ngược lại, Cầm lại hướng dẫn cho bạn cách như sau. Nói gì ạ? Em khi mà khách hàng tới học ấy, em không được phép bán mỹ phẩm.
Thì bạn ấy mới bảo là tại sao? Mình chỉ nói một câu rằng em có mong muốn thu được 60 triệu hay không? Thì bạn ấy bảo em chắc chắn em muốn thu. Thì có tin anh không? Dạ em tin thật tuyệt đối. Ok, hãy làm như thế đi. Thì sau đó nó bảo em lè thầy quá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn ấy đã thu được 60 triệu như thế này. Thì khi mà tâm lý tất cả học viên đến đi học ấy, ở trong cái những việc làm hồng ấy, tại vì thường thường là họ cũng đã biết tới làm hồng rồi, và họ cũng đã biết tới một số người trung tâm đào tạo về làm hồng rồi, nhưng mà tất cả đến đấy họ đều chốt một cái gói sản phẩm mang về, anh chị hiểu không ạ? Học nghề xong lại chốt một đống gói sản phẩm mang về để hàng tồn ấy, nhiều mà. Thì ai cũng dạy như thế. Thì giờ mình chơi ngược lại bằng cách gì ạ? Học xong, học gần xong rồi bảo thôi, tình thầy trò chị em mình đến đây là rất, chị đã tuyệt vời như em như nào, biết là bạn ấy rất chăm chỉ nỗ lực để chăm sóc bạn này, dạy nghề rất tận tâm và hầu như toàn dạy quá giờ. Anh chị ạ, tại sao dạy quá giờ? Tại vì cái sự tận tâm đó nó sẽ chạm tới trái tim của khách hàng nó vô cùng. Ví dụ ngày hôm nay chị chỉ dạy em có 1 tiếng, nhưng ngày hôm nay mình cố tình mình dạy ra thành 3 tiếng. Anh chị ạ, tại vì sao ạ? Đó là vượt hơn sự mong đợi. Ok chưa? Tại vì trong cái cuốn sách đó gì ạ? Dịch vụ trải nghiệm dịch vụ 5 sao ấy, đó là gì ạ? Mình biết mình làm được 3 phần, mình chỉ nói với khách hàng là 1 phần mà thôi. Đến khi khách hàng làm được, khách hàng nhận được 3 phần thì khách hàng sẽ làm sao ạ? Wow, đúng không ạ? Thì cũng trong câu chuyện này như vậy. Và sau đó thì Cầm dùng cái chiến lược như sau. Cầm bảo bạn đấy là em đừng bán sản phẩm nữa. Thì sau đó bạn ấy bảo là thôi, chị không bán mỹ phẩm đâu, em cứ ra Shopee mà nhập, Shopee rẻ lắm, có 50.000, 100.000 một nọ ra đấy mà nhập. Thì càng đẩy ra xa thì khách hàng càng lại gần. Khách hàng bảo ui sao chị tuyệt vời thế, sao chị một người chị cao thượng thế, thế sao chị không bán sản phẩm cho em, chị khác biệt với các bên khác thế. Thế thì nếu mà có sản phẩm thì chị có bên nào tốt chị giới thiệu em không? Ok, anh chị hiểu vấn đề rồi chưa? Và đến cái đoạn này là gì ạ? Chị có bên sản phẩm nào tốt chị giới thiệu cho em không? Nó sao rồi ạ? Là cá đã cắn câu. Mà đã cắn câu thì sao ạ? Ui chị có đấy, nhưng mà chỗ này đắt lắm, đắt gấp 3 lần bình thường các em từng biết cơ. Nhưng mà chỗ này chị dùng 5 năm rồi, nó uy tín, nó chắc chắn nó sẽ hiệu quả. Nhưng mà đắt là bao nhiêu chị? Đắt gấp 3 lần người bình thường đang bán em ạ. Các bạn biết sao ạ? Hầu như là tất cả mọi người đều mua của sản phẩm của chính bạn thấy với giá cao gấp 3 lần thị trường. Anh chị hiểu không ạ? Và cuối cùng bạn ấy bán toàn được combo sản phẩm toàn 30 triệu. Toàn 30 triệu trên một gói. Về mỹ phẩm cho khách hàng mang về. Và cuối cùng là sao ạ? Là bạn ấy lặp lại cái quy trình này với những khách hàng tiếp theo, cứ lặp lại tiếp theo. Và đến bây giờ doanh thu trung bình của bạn ấy là trung bình 200 triệu đến gần 250 triệu một ngày. Doanh thu mà không mất một đồng quảng cáo nữa cả. Và cái cách thức bạn ấy marketing ở trên Facebook như sau. Đó là bạn ấy thuê một bạn sinh viên là part time. Nhiệm vụ của bạn sinh viên đó là tạo ra khoảng 3 click gần hầu như giống nhau. Và 3 click đấy bạn đấy cho đi kết bạn với tất cả các cô gái ở trong cái cộng đồng về ăn chơi ấy, ở trong trên group của các group đó có nhiều mà. Và các cô gái đó rất là quen. Và nhiệm vụ của bạn đấy là gì ạ? Nhiệm vụ là post bài lên hàng ngày trên Facebook cá nhân đó. Và sau đó là sao ạ? Thì bạn ấy có rất nhiều các click của ví dụ như có các link và comment ấy, thường thường bạn ấy post lên có vài chục cái comment liên tục trong cái link đó nhiều. Bạn ấy chỉ post về duy nhất về gì ạ? Về cơ hội kiếm tiền về làm hồng. Bạn ấy chỉ biết về cách làm hồng và cái cơ hội kiếm tiền về làm hồng và cái cơ hội để thay đổi cuộc đời. Đấy, thì bạn cứ tập trung vào các link đấy, rồi cuối cùng là bây giờ khách hàng đến giới thiệu nhau rất là nhiều. Ví dụ như thế. Và sau đó bạn ấy tạo ra một cái cơ chế là gì ạ? Những khách hàng này mà giới thiệu cho bạn đến khách hàng mới thì bạn ấy sẽ cắt chiết khấu cho bạn ấy rất nhiều chục phần trăm, nên là bạn ấy luôn luôn có học viên tới học về làm hồng và đến bây giờ bạn ấy quá nhiều tiền rồi. Ví dụ như vậy. Thì đó là cái cách thức marketing không đồng mà cũng không cần mất quảng cáo đâu cả. Chỉ cần mình tìm ra nguyên lý và tìm ra được chân dung khách hàng mục tiêu. Và đến bây giờ bạn ấy cũng chẳng phục vụ nhóm khác, chỉ một mình nhóm đấy thôi, nhưng mà phục vụ không hết luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn ấy khác tất cả các sản khác, một thứ đó là bạn ấy đào sâu nhất có thể. Bạn ấy đào sâu nhất một cái nhóm đấy và bạn ấy làm bạn được cái nhóm đấy và bạn ấy hiểu được cái nhóm đấy đang suy nghĩ cái gì và bạn ấy hiểu được cái nhóm đấy đang cần cái gì.